theo chuyển qua làm cá, mà cũng không cá nữa các bạn. Bây giờ mình đi làm khô nha các bạn, đổi món bạn ơi. Giờ mình sẽ làm món là khô cá sặc gằn trộn gỏi xoài sống các bạn, đổi món là lạ ăn cho nó đỡ ngán các bạn. Hổm gài cũng chả biết ăn gì nữa, thịt cá thì cũng có nhiêu mình làm hoài tới vậy đó, ăn qua ăn lại hoài cái cũng ngán. Thôi bây giờ mình chơi khô đi, xài sống chua chua rồi khô mặn mặn được ăn vô cho nó bớt ngán, mình cho dễ ăn chút các bạn. Bây giờ mời các bạn cùng theo mình trải nghiệm làm món này các bạn, ta làm khô cá lóc mình chơi khô cá sả gằn các bạn ơi. Giờ mình đi làm thôi các bạn. Các bạn nghe, món là khô cá sặc gằn á, trộn gỏi xài á, là nguyên liệu gồm có khô cá sặc gằn bạn. Mình tính làm khô cá lóc hết tiền nữa các bạn. Nên khô cá sặc gằn nó chơi chứ mình cá sặc gằn ăn ngon hơn cá lóc các bạn ơi. Mặn mặn ngon hơn. Với xài bạn, xanh không phải chín nha các bạn. Xì già, mình lựa xì già cho nó giòn ngon với là rau răm bạn. Rồi bây giờ mình cái sạch gần này mình đem đi nướng, rồi xài mình đem đi băm các bạn. Rau răm thì mình rửa, bây giờ mình bắt đầu tiến hành làm nha các bạn. Các bạn nghe, khô cá sạch gần á, mình đem mình ngâm nước cho nó bớt mặn các bạn, rồi mình rửa sạch xong rồi bây giờ mình đem lên mình bắt đầu mình nướng nha các bạn. Nướng chín xong rồi mình đập ra, mình lấy thịt rồi mình bầm xài mình trộn vô các bạn. Rồi bây giờ mình để đây mình nướng một hồi nó chín rồi mình quay tiếp cho bạn xem nha. Rồi giờ tiếp tục mình đi gọt xài mình bầm xài các bạn ơi. Trong thời gian mà mình đợi chờ con khô cá sặc gằn nó chín, mình sơ chế xài trước nha các bạn. Các bạn chứ xài mình đã gọt xong rồi các bạn. Dùm thấy nó vàng như vậy chứ không phải là xài chín nha các bạn, mà là nó già các bạn, già nó giòn nó có bột nó mới ngon các bạn ơi. Bây giờ mình tiến hành mình bào nó ra nha các bạn. Các bạn, hai con khô cá sặc gần mình đã nướng xong rồi, bây giờ mình xé lấy thịt ra đặng mình trộn nha các bạn. Còn đây xoài thì mình cũng đã bầm xong rồi các bạn. Rồi đây là rau rau găm các bạn, rau găm mình cũng sắp sẵn rồi, rau găm. Còn các bạn xài rau quế cũng được, có thơm các bạn. Còn mình thì mình xài rau găm các bạn ơi. Giờ mình xé hai cá ra các bạn. Xé mình lấy thịt thôi, còn xương mình bỏ các bạn. Đây các bạn, nguyên liệu mà mình để mình trộn với mà gọi xoài các bạn, mình có là tiêu tiêu xay, đường, hai muỗng canh đường và hai muỗng canh nước mắm ngon nha các bạn. Còn đây là bạn biết gì không, tương ớt. Tương ớt các bạn với ớt mình xay ra luôn, với mà cộng thêm hai trái hạnh nữa các bạn. Còn xoài này á, thì mình nãy giờ mình đem mình bỏ trong tủ lạnh cho các bạn để cho nó giòn. Còn các bạn không có tủ lạnh thì mình để nước đá các bạn, nước đá mình để nước đá lên là cho nó giòn với xoài nó sẽ ngon hơn các bạn. Rồi giờ mình tiến hành mình trộn luôn nha các bạn. Giờ mình đổ xoài vô trong cá luôn các bạn ơi. Rau răm mình chặn vô luôn, đổ đường cho hết luôn các bạn. Rồi mình đổ tiêu vào các bạn ơi.
đổ hết này vô luôn, rồi đổ hết nước mắm này vô luôn bạn. Bạn sao nãy giờ mình cũng đã trộn xong rồi các bạn đó, các bạn thấy hấp dẫn không? Xài mình để trong nước đá nó sẽ giòn ngon các bạn, rồi có ớt chua chua cay cay the rất ngon. Rồi giờ mời các bạn dùng xoài trộn với cái khô cá sặc ăn giúp mình nha. Các bạn khô cá sặc ràng trộn xài sống của mình không các bạn hay khá hấp dẫn bạn. Xài mình đem mình bỏ vô nước đá các bạn, nó lạnh lạnh nó giòn giòn ăn nó sực sực đã lắm bạn. Đây miếng khô cá sặc ràng bự luôn bạn, xoài nữa bạn, giòn sực sực. Đây khô cá sặc ràng, mời các bạn ăn miếng khô cá sặc ràng mình nha. Vừa ăn bạn nó không có mặn không, tại vì mình cũng có chèn luôn ngâm xương qua nước chút xíu các bạn cho nó nhả bớt cái độ mặn đó, mình rửa sạch lại. Tại khô ngoài chợ nó nói chung bán cũng mình cũng không biết có sạch hay là không sạch, nên mình về mình ngâm mình rửa lại cho nó chắc cú, nếu chỗ găm các bạn, găm nó thơm thơm. Rồi xài sống mà xài già các bạn, nó giòn, nó không có chua hung. Rồi mình cộng thêm mình để vô tủ lạnh á, nó giòn sực sực ngon. Mình nặng thêm hai trái hạnh, trái hạnh nó thơm, bạn chanh thì nó hơi chua, mình lấy hạnh á, ăn hạnh theo thêm với tương ớt, với ớt các bạn, xay ra nó sẽ ngon hơn. Rồi cộng thêm đường vô cho nó giảm cái độ mặn lại, giòn. Cái này mình ăn là ngon hết sảy. Mời các bạn ăn một miếng gỏi xoài sống mà trộn với khô cá sặc ràng nha bạn. Mời bạn. Con bạn thì cái video mà làm gỏi xoài sống mà trộn với khô cá sặc ràng của mình thì đến đây nó cũng kết thúc. Các bạn thấy cái video của mình hay không ít thì like và chia sẻ giúp mình với các bạn. Rồi chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo nha các bạn nha.